thứ ba sau Chúa Nhật 22 thường niên. Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu -xu xuống ca phát nô -um, một thành miền Galilee. Ngày sa bát người giảng dạy dân chúng. Họ dừng sốt về cách người giảng dạy, vì lời của người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập la to lên rằng, Ông Giêsu xu Nazareth, -ja chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi. Tôi biết ông là ai rồi. Ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó. Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta. Nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đổi kinh ngạc và nói với nhau. Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Kính thưa Cộng đoàn, sự hiện diện và lời giảng dạy đầy uy quyền của Đức Giêsu, con Thiên Chúa làm người, khiến ma quỷ kinh khiếp và sợ hãi. Quả thật, lời Chúa có uy lực thống trị ma quỷ. Lời quát mắng của Đức Giêsu khiến nó phải tháo lui. Khi chứng kiến việc Đức Giêsu -xu xua trừ ma quỷ, dân chúng rất kinh ngạc và thán phục vì Ngài giảng dạy như đấng có uy quyền và Ngài chính là ngôi lời của Thiên Chúa. Theo các nhà chú dạy, có ba lý do khiến dân chúng kinh ngạc và thán phục Đức Giêsu. Trước hết, nội dung giáo lý của Đức Giêsu thật tuyệt vời, sâu sắc và mới mẻ. Ngài từng nói với các môn đệ, luật xưa bảo rằng, còn thầy, thầy bảo anh em Đức Giêsu chủ động trong lời giảng dạy của mình và kiện toàn lề luật, vì Ngài chính là ngôi lời của Thiên Chúa làm người. Thứ đến, thế giá tuyệt đối của Đức Giêsu, Ngài có quyền giải thích chính thức tất cả lề luật của Thiên Chúa và đưa lề luật đến mức thiện toàn. Đức Giêsu nói với người pha ri các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông sau cùng. Đức Chúa Giêsu giảng dạy một cách bình dân và gần gũi với người nghe. Ngài không ngồi tòa để giảng dạy, nhưng Ngài giảng bất cứ ở đâu, trên núi, dưới thuyền, trên đường đi. Ngài dùng những hình ảnh quen thuộc, rất dễ hiểu đối với quần chúng, để họ thấu cảm lời Thiên Chúa. Ví dụ như cây nho, đàn chiên. Đức Giêsu giảng dạy như một đấng có uy quyền và kia chứng kiến những phép lạ Ngài thực hiện. Dân chúng đoán rằng Ngài là một nhân vật vĩ đại và siêu phàm nhưng không biết Ngài là ai. Ngược lại, ma quỷ thì biết nhưng chúng không được Đức Giêsu cho phép nói ra. Vậy, Đức Giêsu là ai? Thưa, trước hết, Đức Giêsu chính là đấng thánh của Thiên Chúa, vì Ngài là đấng Kitô nghĩa là đấng được sức giàu, được thánh hiến và ngài là con thiên chúa. Đức Giêsu cũng là đấng Messia, nhưng không phải là đấng cứu tinh theo nghĩa chính trị như dân Israel mong đợi. Thứ đến, Đức Giêsu là đấng Messia siêu việt và chỉ tỏ mình qua đời sống, việc làm và nhất là qua mầu nhiệm phục sinh. Ngài rao giảng, chữa bệnh và xua trừ ma quỷ. Ngài đem đến cho nhân loại điều mà ông Mô-xê không làm được, đó là ơn cứu độ. Thưa Cộng đoàn, người tín hữu được mời gọi phải tin vào sức mạnh của lời Chúa. Lời Chúa mang lại lẽ sống và ơn cứu độ cho con người. Nhờ sức mạnh của lời Chúa, con người khống chế ma quỷ và chống lại sự dữ để sống trong ân sủng và bình an của Thiên Chúa. Xin cho chúng ta luôn gắn bó với Chúa, sống với Chúa để giới thiệu Chúa cho mọi người. Xin Chúa gia tăng đức tin còn non yếu cho mỗi người tin hiểu. Để chúng ta hết lòng tin tưởng, kệ trông và phó thác cho lòng Chúa thương xót. Đồng thời, sẵn sàng làm chứng cho tin mừng. Xin Chúa luôn hiện diện, đồng hành với mỗi gia đình trong chúng ta. Để tất cả chúng ta đều cảm thấu ân sủng tình yêu của Thiên Chúa và truyền trao ân sủng tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. Thứ ba sau Chúa Nhật 22 thường niên, tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu -xu xuống Ca Phác Nô Um, một thành miền Galile. Ngày sa bát người giảng dạy dân chúng. Họ sừng sốt về cách người giảng dạy, vì lời của người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập la to lên rằng ông Giêsu Nazareth -ja chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi tôi biết ông là ai rồi ông là đấng thánh của Thiên Chúa nhưng Đức Giêsu quát mắng nó câm đi hãy xuất khỏi người này quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường rồi xuất khỏi anh ta nhưng không làm hại gì anh mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất. Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Kính thưa Cộng đoàn, sự hiện diện và lời giảng dạy đầy uy quyền của Đức Giêsu, con Thiên Chúa làm người, khiến ma quỷ kinh khiếp và sợ hãi. Quả thật, lời Chúa có uy lực thống trị ma quỷ lời quát mắng của đức giê khiến nó phải tháo lui khi chứng kiến việc đức giê xua trừ ma quỷ dân chúng rất kinh ngạc và thán phục vì ngài giảng dạy như đấng có uy quyền và ngài chính là ngôi lời của thiên chúa theo các nhà chú dạy có ba lý do khiến dân chúng kinh ngạc và thánh phục đức giê trước hết nội dung giáo lý của đức giê thật tuyệt vời sâu sắc và mới mẻ. Ngài từng nói với các môn đệ, luật sư bảo rằng, còn thầy, thầy bảo anh em. Đức Giêsu chủ động trong lời giảng dạy của mình và kiện toàn lề luật, vì Ngài chính là ngôi lời của Thiên Chúa làm người. Thứ đến, thế giá tuyệt đối của Đức Giêsu, xu Ngài có quyền giải thích chính thức tất cả lề luật của Thiên Chúa và đưa lề luật đến mức thiện toàn. Đức giê nói với người pha đi siêu Các ông thật khéo coi tường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Sau cùng, Đức Giêsu giảng dạy một cách bình dân và gần gũi với người nghe. Ngài không ngồi tòa để giảng dạy, nhưng Ngài giảng bất cứ ở đâu, trên núi, dưới thuyền, trên đường đi. Ngài dùng những hình ảnh quen thuộc rất dễ hiểu đối với quần chúng để họ thấu cảm lời Thiên Chúa. Ví dụ như cây nho, đàn chiên. Đức Giêsu giảng dạy như một đấng có uy quyền và khi chứng kiến những phép lạ Ngài thực hiện, dân chúng đoán rằng Ngài là một nhân vật vĩ đại và siêu phàm, nhưng không biết Ngài là ai. Ngược lại, ma quỷ thì biết, nhưng chúng không được Đức Giêsu cho phép nói ra. Vậy, Đức giê -xu là ai? Thưa, trước hết, Đức giê -xu chính là đấng thánh của Thiên Chúa, vì Ngài là đấng Kitô nghĩa là đấng được sức giàu, được thánh hiến, và Ngài là con Thiên Chúa. Đức giê -xu cũng là đấng mê nhưng không phải là đấng cứu tinh theo nghĩa chính trị như dân Israel mong đợi. Thứ đến, Đức Giêsu là đấng Messiah siêu việt, và chỉ tỏ mình qua đời sống việc làm và nhất là qua mầu nhiệm phục sinh ngài rau giảng chữa bệnh và xua trừ ma quỷ ngài đem đến cho nhân loại điều mà ông mô xê không làm được đó là ơn cứu độ thưa cộng đoàn người tín hữu được mời gọi phải tin vào sức mạnh của lời chúa lời chúa mang lại lẽ sống và ơn cứu độ cho con người Nhờ sức mạnh của lời Chúa, con người khống chế ma quỷ và chống lại sự dữ để sống trong ân sủng và bình an của Thiên Chúa. Xin cho chúng ta luôn gắn bó với Chúa, sống với Chúa để giới thiệu Chúa cho mọi người. Xin Chúa gia tăng đức tin còn non yếu cho mỗi người tin hữu. Để chúng ta hết lòng tin tưởng, kệ trông và phó thác cho lòng Chúa thương xót. Đồng thời sẵn sàng làm chứng cho tin mừng xin chúa luôn hiện diện đồng hành với mỗi gia đình trong chúng ta để tất cả chúng ta đều cảm thấu ân sủng tình yêu của thiên chúa và truyền trao ân sủng tình yêu của thiên chúa cho mọi người